Ủa chào em. Dạ. Anh muốn quay cái clip mua xe đạp á. Em có cần xe đạp mới không? Không biết, cái đấy bác chú phải vào hỏi xem chứ. Hả? Cái đấy chú bảo chú hỏi chứ còn tôi không biết. Còn cũng kiểu như là ý là anh hỏi là em có nhu cầu xe đạp mới không? Kiểu như là anh sẽ tài trợ á. Đúng em vào em lựa cái nào xong anh trả tiền á. Xe đạp rồi. Xe đạp trong tiệm này á. Dạ. Lấy không? Có. Có ạ. thì mình vào. Mình vào cùng. Mà lấy đem về cách nào? Hả? Chắc nó cũng chuyển về nhà mình. Hả? Còn. Cái gì cơ? Chạy về được không? Chạy xe về được không? Chắc là nắp cho cái này để tôi đi chặt đồ được. Em lấy không? Có. Lấy hả? Mà có nhu cầu không? Cần cái có xe không? Cháu đi học. Cháu đi học à? Cháu nữ hay nam? Nữ ạ. Không biết cái này nó nhiều. Một đứa nữ, một đứa nam, mình lấy nam. Hai đứa học cả trên này mà. Đi học thì mua cho nữ đi. Nữ chứ đi. Cũng không biết giá nhiều. Không biết giá. Đây ai bán? Không đề giá à? Đấy. Nó giáp sẵn rồi. Còn. Nó không đang sẵn đâu. Rồi. Chắc cô này bán. Mình cần mua cho bác à? Vâng. Bác là 24 inch hay là 26 inch? Bác đi muốn đi bạch to hay bạch bé? Không, mua bánh cho to, cháu bánh to. Mua cho nữ gái mấy tuổi lớn mấy tuổi dạ gái mấy cao tuổi? Như cháu bà học cơ bà thế đi bánh to được, nếu mà bé như bạn kia thì chịu nhá. Hãy xe này đúng bikes here, man. Đúng không? Được không ạ? Cháu đã giảm giá cái đấy 10% nhá. Cái đấy là gì? Bao nhiêu cơ? Giảm giá 10%, cái đấy 2150 giảm bằng 1935. 1935. Thường em mua ở đâu? Thôi, nếu mà mắc quá thì thôi mua này chú. Đắt quá à? Hơn triệu cơ mà. Chú nào mua? 1935. Hơi đắt thôi. Hơi mắc. Thôi, mắc quá thì mua này. Ok. Đúng không? Để không lấy à? Thôi cũng mua nữa thì thôi. Chắc bán. Cho cô gửi lại đấy nhá. Vâng. May ra còn tính âm. Rồi, vâng em nhá. Không lấy cái này à? Không lấy không? Không lấy không? Không lấy ok ạ. Rồi, vâng em. Mắc
đó là con nào vui chưa mắc quá mua gì chưa thường dạ, em mua giá bao nhiêu mua thì mấy trăm này chứ tiền triệu vậy lấy đâu ra chúng làm gì ấy à, mua ở đâu bán mấy trăm đô dạ ở đâu bán mấy trăm đô ở đây không có đâu phải ra nối ngoài chợ bầu thì mới có mấy trăm thôi ở đây thì có ở đây nó đắt lắm ở đây nó bán đại lý về nó bán đắt lắm chúng tôi đây là như mua những cái xe này đi chỉ mua độ 500 đổ lại thôi à, mua ở đâu đi mua không mua hay là xa quá vâng xa lắm ạ xa lắm lắm ạ xa lắm xa lắm không gần ở đây đâu rồi cái này mua 500-600 bên này mua ngoài chợ rời đấy còn wow, cái này nó bền á này là Martin ấy xe này mà. Là đi chợ chở nó cứng à, còn cái rồi. Xe kia là xe học sinh đi học thôi nhưng mà đúng nó rồi. Bán kia này nó bán kiểu cho học sinh trẻ đi nó bán đắt lắm đúng rồi. Quê đi thì nó hơi đắt nó bền hơn chịu mấy bạc mua mà chết tiền à vâng mua chỉ 500-600 thôi chứ mua làm gì loại triệu mà chết tiền tiền đâu ra mà mua mà cái giờ mình đi mua được không đi không chở hàng đây rồi mua cái này không mua cái này không mua cái gì hay gì à tiền thôi tiền 2.000 2.000 thôi á 2.000 3.000 bán làm sao được bán được 3.000 mua 3.000 bán được có 3.000 đấy chú ạ 3.000 cái gì vâng có 3.000 thôi cho anh lên chứ con chứ sao cân mờ 1 cân 3.000 chứ cân 3.000 cân 2.000 thôi thế mua 2.000 kìa làm gì có 3.000 vậy sắt 3.000 mua làm sao 3.000 họ chỉ có cân vớ cân bản họ mua 3.000 chứ giờ thì có bìa 3.000 rồi gần tết ra bìa bằng nữa thì có bìa 3.000 hay là hôm khác mình đi cũng được nha. Chắc là chẳng thấy đâu chú ạ, đi ngại lắm, đi nó nói chung là với nhà ở xa nữa, ở mãi trong trường cơ mà mang được cái xe về nó vất vả lắm. Mà sẽ chúng ta chở ra được mà. Chở ra nhưng mà nó vất vả, ý là nó vất vả lắm, thôi chú ạ, nó không đáng là gì mà nó vất vả ai chú thì ấy. Nhưng mà chú lại ở trong trong miền trong à? Ờ. Ở đâu cơ? Ở nội thì từ Ninh Bình với Huế mà giờ ở Sài Gòn rồi. Đây có con gì nó ở quận 12. Quận 12 hả? Quận 12 xa gần Củ Chi à? 12 nó ở quận 12. À. Nó lấy chồng ở trong đấy. Nó lấy chồng trong đấy à? À vâng. Còn đây quê thì ở ngay trong trường đây. Ở bên ở trong ở Nam Định. À Nam Định à? Vâng. Quê em ở Nam à? Nam Định à? Nên làm ai mới chứ? Quê ở Nam Định. Lên đây lâu chưa? Thì lâu rồi, nên từ ngày cái thằng bé nó được có 2 năm nữa, bây giờ nó học nó thằng bé học lớp 11 rồi. À, cũng mười mấy năm. Mấy năm. Lên đây cũng lâu rồi. Lâu rồi. Ừ. Đi chợ thì không vậy, bỏ nó chợ thôi, nuôi con học 2 đứa mà. Chứ chồng làm gì? Một đứa đại học thì năm nay ra trường rồi, đứa con gái năm nay ra trường rồi, còn thằng con trai nữa. Rồi. Nhìn em trẻ thế. Đứa con trai năm nay đi học. Còn đứa con gái là
trường rồi, đang đi làm rồi. À. Với chồng em làm cái gì? Chồng nó đi đồ điện thế này ạ. Cũng làm nghề này à? Ờ. Đi đồ điện làm cái nghề này này. Đi đồ điện mua những cái quạt này, tủ tivi, tủ lạnh này. À. Màn vi tính các thứ. Mua hết. À, mua hết. Những cái hàng phế phẩm họ dùng họ thải ra thì mình mua. À. Còn cho con ăn học đi. Rồi hai đứa học cuối cùng. Bây giờ một đứa nó mới ra trường rồi, nó học hết nhiều tiền á. À, vâng. Thôi thì chứ còn ấy thì có những lợi gì, xe cộ mua thì cũng không có lợi. À, ok. Chứ làm này kiếm được nhiêu trong ngày? Trời ơi, ngày thì có, ngày thì không. Cái này bán thì được mấy đồng đấy. Mua của ông ấy chỗ này mua 2.500 bán được 2, được 3.000 thì mỗi cân được 500. Chứ này nhiêu cân? À, mua 2.500 là bán được 3.000, mỗi cân được 500. Chắc cũng 6 cân à. Có mỗi 5 cân nhá. 5 cân à. À, lời 5.000 à. Làm gì có 5.000? 2.500 à. 2.500 à. Đến bao giờ mới còn được mấy 100 bạc. À vâng. Hôm nay ít ra chẳng ăn thua rồi mà. Cố gắng làm lấy tiền cho chúng nó tiền ăn thôi, chứ còn tiền đóng học đóng riêng thì chẳng được nhiều thôi. À. Còn hai vợ chồng đi nào thì mới còn mới được nhiều. Chứ em tên gì? Dạ. Em tên gì? Tên là Thắng ạ. À. Thắng à? Vâng. Vâng. Thôi thì anh chỉ quay chơi, hồi nãy tính quay cái cảnh mà mua cái xe đạp á. Nhưng mà nếu không lấy xe đạp thì chắc anh cũng đi quay nơi khác. Mà có gì anh gửi một số tiền cho em để chắc tự mua xe đạp được nha. Thôi gửi sao? Ủng hộ thôi, thì chú em chú không à. Em thích không, chú ơi, chú đừng ngại lắm. Em thích ủng hộ mấy người lao động á. Tại có anh có nhà tài trợ mà. Này tiền anh chỉ là cầu nói à, gửi cho mấy người làm việc tốt á, việc tốt cho xã hội á, thì cũng muốn ủng hộ nha. Ủng hộ mấy người làm việc cho xã hội á. Tôi lấy chú nó làm tầm thôi còn chú đây. Thôi được. Rồi tôi cho nhiều vậy. Anh có nhà tài trợ mà, cũng không phải tiền của mình á, thì cũng đừng có lo là anh chỉ là cầu nói à. Vâng, có gì chúc Thắng đây cái con rì nó cũng chồng nó cũng ở bên đấy, cũng ở trong đấy cũng đi đáo với con rì nó ấy. À. Hai đứa con trai giờ cũng đang học trong đấy, đấy là ở quận 12. Còn chồng thì nó chả biết làm gì, chồng nó không được khôn ý, nó không làm gì cả, có vợ mình, vợ cũng vất vả lắm. À. Con vợ ở trong đấy mình nói giờ đi làm may ý, xong là lấy tiền nuôi hai đứa ăn học chứ không thấy đâu. À, là con gái ở dưới miền Nam à? Trời ơi, em. À, em gái, gái. À, còn con gái thì học đại trường học. Giờ nó đang làm ở trên đây rồi. Vâng. Cháu đang làm ở trên Hà Nội. À. Nó mới ra trường đợt vừa rồi này, mới tốt nghiệp xong. À. Sinh năm 98 mà vừa tốt nghiệp xong. À, vừa mới ra trường. Trẻ. Vâng. Nên là hai em học đấy, mới ra trường cũng vất vả lắm. Năm vừa rồi cũng tốn bao nhiêu tiền, hai chị em nó làm đề án các thứ gì. Vâng. Học nghề gì? Cháu học xây dựng khoa môi trường, nên là làm đề án hoặc khoa thiết kế thì vất vả lắm. Vâng. Thế tốn tiền lắm, tiền giấy, tiền sách, tiền bút, rất nhiều lắm. Vâng. Còn thằng em ở nhà thì học cũng năm nay mới học lớp 11 thì cũng hết rồi, còn 2 năm nữa mới lên đây rồi. Vâng. Thôi thì có nhiều đỡ nhiều. Vâng. Được. Mày muốn cho nhiều vậy? Đây ở đây thì có cái ở dưới đây thì có cái nhà thờ Ngọc Tiên ở trên trường đây, nhà thờ Ngọc Tiên đây, ở gần cái nhà thờ Ngọc Tiên. À. Thờ Bùi ý. Biết nhà thờ Bùi không? Trong đấy chắc là nổi tiếng, chắc họ biết hết, chứ Bùi Chu với lại nói chung là ở trong đấy là nhiều người biết. Em theo Phật hay là giáo? Giáo à? Đấy, bảo có cái nhà thờ Ngọc Tiên đây. Ở gần ngay gần nhà. Vâng. Còn nhà thờ Bùi thì là nhà thờ chính, nhà thờ to ở dưới huyện. Vâng. Thờ Bùi Chu, gọi là thờ Bùi Chu. Thì các nơi họ cứ đến đấy, họ cứ hàng năm là cứ ngày họ ấy là họ đến đông lắm. Ngày lễ nấu họ đến đông lắm, các nơi họ đến. Vâng. Chứ không đi được. Thôi thì anh cũng không muốn lấy nhiều thời gian nữa, em cho cảm ơn đi tiếp rồi. Thôi. Thôi thì có gì chúc chúc may mắn nha. Vâng. Covid nó rẻ lắm, cái kia đâu hàng Covid giờ nó rẻ lắm. Đấy, mua những cái này nó rẻ lắm nên là không ăn thua gì đâu mà. Giờ nhiều người năm ngoái năm kia thì còn kiếm được tí, chứ năm nay là đi kiếm khó đó. Đúng rồi, thì nhiều người ta đang đấy, ta nó phá sản đi, nhà hàng phá sản nên đi không có gì đâu. Vâng.
còn cho đã sạn thôi chứ không ăn thôi gì. Kiếm được cho con ngày được 100 mới hơn 100 là khó lắm. Mà còn người thuê nhà cái cửa trên này ở chứ có phải là nhà mình mua được nhà trên đây đâu. À. Thế là mình phải thuê nhà hàng tháng là mình phải trả tiền đi. À. Cho em thuê ở đâu? Thuê ở mãi dưới Đại Na, chỗ dưới đi không? Dưới chỗ gần bệnh viện Bạch Mai ở nơi đấy không? À, giải phóng rồi. Đây là cứ đi buổi sáng đến tối về. Vâng. Cứ đi vậy. Cũng vất vả. Chứ chưa không về đâu, không về chưa. Thế nên là thì thôi thì anh tối, cho anh làm rồi, việc nha. Vâng. Tôi cảm ơn chú nha. À, có gì xin chú nha. Tốt quá. Vâng. À, có gì hẹn gặp lại nha. À. Có gì thì gặp lại nha. Đóng cái xe rồi. Cảm ơn chú nha. À. Tốt quá. Thôi thì bắt tay không có gì. Cảm ơn chú nha. Chú tốt quá đấy. Có gì đâu. Chào nha. Vâng. Okay guys, but she didn't want the bike, so just gave her the cash instead. And yeah, I'm sure it doesn't make the greatest footage, but you know, these units are providing a good service. And here's another one. I mean, I'm not going to launch into a big conversation with her, but just give her a few bucks to encourage her.